phẩm máy băm da dừa P2N10 cho gia đình nhà anh Mạnh có địa chỉ tại Bắc Ninh quý vị nhé. Thì được làm từ khung sắt thép chịu lực rất là chắc chắn thưa các bác, được gia công hàn gắn tỉ mỉ cho nên là đảm bảo trong quá trình các bác hoạt động sẽ không hề gây rung lắc ạ. Và toàn bộ bên ngoài được phủ một lớp sơn chống rỉ giúp tăng tuổi thọ và độ bền hơn cho máy. Máy được thiết kế với hai phần. Phần thứ nhất đó chính là phần động cơ. Động cơ bên em lắp đặt động cơ toàn phát chính hãng, motor loại dây đồng 100%. Và trên máy thì sẽ có đầy đủ thông số về động cơ ạ. Đây, động cơ 3,5 kW này, chạy điện 220 V ạ. Tốc độ vòng quay của motor là 1.400 vòng trên 1 phút. Và bên em có bảo hành động cơ và máy cho các bác lên đến 6 tháng các bác nhá. Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trọn đời, hay cứ gặp trục trặc, vấn đề hay là chưa biết sử dụng ra làm sao, cứ alo là kỹ thuật bên em hỗ trợ 24/7 ạ. Tiếp theo là về phần bộ phận khung máy làm việc sẽ bao gồm có các phần như sau. Đầu tiên đó chính là phần pha nạp. Pha nạp dạng phễu, kích thước lớn và hướng dốc thẳng xuống buồng làm việc, cho nên là hạn chế được tình trạng nguyên liệu bị bắn ngược trở lại ra bên ngoài. Hạn chế thôi nha, nhưng mà vẫn có tình trạng là thi thoảng sẽ một hai mảnh sẽ bắn ra bên ngoài, không thể tránh được các bác ạ. Bác nào mà bảo là mua máy băm dâm dừa ở chỗ khác không hề bị bắn thì nói phết. Và đây chính là bộ phận làm việc chính của máy, buồng băm. Khóa chốt buồng băm đảm bảo an toàn cho các bác vận hành. Tháo lắp, mở buồng băm cũng rất là dễ dàng và đơn giản ạ. Đây, trong bên trong buồng băm này sẽ bao gồm có 1, 2, 3 và 4 dao băm phá nguyên liệu. Hai dao kê được gắn cố định ở hai bên thành máy ạ. 4 dao băm này thì được gắn ở trên một trục quay, hoạt động giúp băm nhỏ tất cả các nguyên liệu vỏ dừa và chui qua lỗ mặt sàng ạ. Đây mặt sàng ở phía bên dưới này, và cho ra thành phẩm với kích cỡ tương ứng đi xuống cửa sàng. Và sẽ có đa dạng các loại mặt sàng để cho quý vị bà con có thể lựa chọn và cho ra kích thước thành phẩm theo như mong muốn. Và cửa xả cũng có kích thước lớn và hướng dốc thẳng xuống phía dưới, hạn chế được tình trạng là nguyên liệu bị ứ đọng ở trong buồng máy, và bà con cũng có thể dễ dàng thu gom. Năng suất của con máy này thì cực kỳ khủng, có thể băm được từ 200 đến 300 kg vỏ dừa tươi khô các loại mỗi giờ làm việc. Và quý vị bà con có thể là băm cả tấn vỏ dừa mỗi ngày và cho ra thành phẩm mùn dừa rất là chất lượng ạ. Với thành phẩm mùn dừa này thì quý vị bà con có thể là sử dụng để cải tạo đất trồng này, làm phân bón ủ cây, giá thể trồng nấm, trồng lan, đệm lót chuồng sinh học khử mùi hôi cực kỳ tốt. Đặc biệt là một số hộ còn có thể là ép nến thành viên, bán viên nến sơ dừa, thu về money rất là cao. Nếu như bà con cũng quan tâm đến dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B250 hoặc là muốn tìm hiểu thêm một số những dòng máy băm sơ dừa khác thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé.